Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Đây cô chú anh chị nhìn buổi chiều nè, ngoài trời thì mưa tầm tã luôn. Trường Anh hôm nay làm nói chung là cũng khá là bên vỏ, chưa không có biết ăn cơm là gì luôn. Làm đến giờ này cô chú anh chị xe cộ thì về quá trời, xe cập nhật nè. Đây là mẫu kép nè, rất là nhiều cô chú anh chị hỏi Trường Anh có kép TV thì hôm nay vừa về mẫu 209 máy xăng nha bà con. Ở gầm cao mấy thoáng là ở đây nhiều xe lắm, mâm nguyên bản của dòng kép là cô chú anh chị. Đây bà con là vỏ nè, cặp vỏ đầu mới tinh. Dòng này trang bị ABS chống bó cứng phanh, tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu, thùng bình nước sơn của em nó bên ngoài khá là đẹp nha. Đây là mẫu kép Tiva 209 nè, cô chú anh chị thấy đẹp không? Em này nói về độ form dáng của em nè, nó thì cực kỳ là đẹp rồi, sử dụng toàn bộ hệ thống bô đôi, van xả đôi hết toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Đó, nước sơn chuẩn lắm, màu bạc cô chú anh chị, trước sơn rin còn. Mấy cái mẫu này thì đảm bảo với cô chú anh chị là không có một ngày giờ là dịch vụ taxi đâu. Hàng 2.4 lít này thì cô chú anh chị đã biết rồi, đâu đó nó lanh quanh cho bà con cô bác phải tầm 10 giờ 11 đến 12 lít tùy vào cô chú anh chị chạy. Càng đẹp ga lớn thì nó càng uống xăng nha cô chú anh chị nha. Ghế bằng ghế phía sau này, sạch sẽ rộng rãi vô đối. Đây bà con nè, rộng rãi vô đối nha. Hai bên bon điện sau là không có đâm phe nè, keo chỉ ở chật cánh sau này, khá là liền lạc, và keo chỉ phía sau là riêng nguyên bản luôn, hai bên chuẩn như nhau. Trăm mấy chục triệu quay đầu. Đây bà con, nội thất ở trong này, bao đẹp chưa nè, bon điện nè, bon điện là không có dối gì đâm phe nè. Nếu mà cô chú anh chị coi bon điện này, trừ khi cô chú anh chị coi cái xe nó có bị tai nạn nặng lắm hay không, người ta phải coi bon điện ở trong. Còn nếu mà nó bị nhẹ bên ngoài thì không bao giờ mà nó vô được tới đây, không bao giờ vô được tới đây. Tại vì khoảng cách của nó là phải tới 20 phân nè. Từ bên ngoài khi mà nó va trực tiếp vào đây thì khoảng cách nó là 20 phân, nó không bao giờ vô được tới bon điện này cô chú anh chị nha. Trừ khi xe bị lật bị gì nó mới vô tới bon điện thôi, chứ còn nó cứng nhẹ bên ngoài, có cứng nhẹ bên ngoài cũng không bao giờ mà nó vô được tới đây đâu. Cho nên cô chú anh chị hết sức lưu ý là khi đi mua xe chỗ khác mà bà con, những cái xe lướt mà bà con vạch cái ron ra bà con coi cho vậy, đó là một điều rất là tối kỵ của dân mà bán xe. Đó là Trần Anh chia sẻ. Tại vì sao? Một cái con xe lướt nó đến 700-800 triệu mà cô chú anh chị vạch cái lon này ra, nhỡ vô tình cấu mạnh của nó đứt cái lon này một cái thôi là xong nha bà con nha. Đó là Trần Anh chia sẻ thôi, còn xe cỏ thì vạch ra thoải mái, chả suy nghĩ. Nè, hệ thống keo chỉ nè, keo chỉ là nguyên bản, là chất sơn rin còn nè cô chú anh chị. Hai bên sóng gần nè, không có dấu hiệu là móp méo nè. Đây, cái này thì vạch ra thoải mái nè, bon điện đẹp hết nha cô chú anh chị nha. Đây bà con, nội thất option ở trong, đi đôi là vô lăng 4 chấu. Máy đồ đề máy nổ nè, 172.991 km. Mẫu này thì mấy cái mẫu này chạy đúng đồng hồ đó, vì mấy cái mẫu này cũng không có ai mà đi hạ đồng hồ đâu. Em này được cái trợ lực nhẹ tưng cô chú anh chị nè, trợ lực nhẹ lắm. Đèn còi đầy đủ, trang bị màn hình lóc khóa mở cửa tự động từ xa, số má của em nó đây. Hai túi khí bên phụ bên tài hầu như là không có dấu hiệu là bung nổ nha cô chú anh chị. Xe sạch sẽ đó, đèn đuốc ở trong, máy lạnh AC đây. Đây là trang bị cùng điều hòa máy lạnh nè, mở AC có lạnh nè. Và cái thứ hai là cái đầu chúng anh muốn nhấn là mạnh là cái đầu LCD để báo nó hay hư lắm. Mấy cái này nè anh chị nè, nó hay hư cái thông số ở trên đây, tại vì thông số trên đây là nó báo máy lạnh, báo nhiệt độ nằm trên đây nè, nó hay bị hư lắm. Bà con về, bà con quất một cái màn hình Android nhỏ vào đây cho nó đẹp luôn, được chưa bà con cô bác, cô chú anh chị trải nghiệm phần máy nhá. 209 em là ghế chỉnh điện, ghế chỉnh điện cũng tam tam là ghế chỉnh điện này, canh lại cái lò xo đẩy của nó đẩy được có bên. Đó là phong giấy em kép nè, đây cục máy nè bà con, cục máy được cái máy êm. Mấy cái mẫu này qua thời gian năm tháng thì chắc người ta canh chỉnh lại máy móc rồi nha bà con nha, canh chỉnh lại máy móc rồi.
À, cô chú anh chị đồng máy nổ khá là êm ái. Hai bên đây là keo chỉ, bên này nó có bị móp, ngày xưa nó có bị móp, nó bị va quẹt bên đây, nó vô tới cái này nè anh chị, nó bị móp ở đây một tí xíu nè, người ta làm lại hết rồi nha. Đó, Trần Anh bán xe, Trần Anh luôn luôn nói thật sự với bà con cô bác, không có giấu cái gì bà con cô bác đó. Còn xương đầu nè, xương đầu của em nó nè, xương đầu là vẫn nguyên bản nha cô chú anh chị nha. Bên này không bị nè, có bên kia nó bị va quẹt bên hông bên kia nó bị. Anh chị xem cái này nè, đúng không, cái này là rin hết nè, nó rin hết nè, cái dàn xương đầu nè, cái xương sẩu ở trong nè, bên đây nè, đây nè, bên đây nè, nó bị va quẹt bên hông này. Phải thôi, nắp capo nè, nắp capo mày tem cho nó capo vẫn còn nguyên bản nè. Keo nè, keo chỉ cho nó capo vẫn còn rin nè cô chú anh chị. Đây nè, đó, bon điện nhá, bon điện cho nó capo là không có dấu hiệu là móp méo. Bên đây cũng vậy nè, bên đây keo chỉ vẫn là chỉ rin nè, nói chung nó có bị dập bên đây một tí xíu đó. Mình quay xe là mình báo bằng từ cái tâm của mình, chứ mình không có quay bừa ăn bừa nó xạo được nha cô chú anh chị nha. Ăn là ăn thật, làm là phải làm thật, chứ không phải ăn thật mà nói dối được. Đó, vậy đó cô chú anh chị, một cái mức giá cũng cực kỳ là ok thôi, 175 cô chú anh chị mua bớt cho vậy thôi. Đó, nội thất thì sạch sẽ, được chưa bà con. Nói chung Trần Anh hôm nay làm nhiều quá, Trần Anh với lại Trần Anh cũng đuối với cô chú anh chị, đuối thật sự là đuối luôn. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng phải liên tục làm liên tục. Đó, 209 hồ sơ ký rút đầy đủ cho bà con cô bác nha. Đó, cô chú anh chị thích mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô, đăng kiểm tháng 3 năm 2023 nha bà con nha. Chưa đóng hết nắp capo, nó hơi bên tí xíu. Đây là Trần Anh đóng cái nắp capo này. Cái nắp capo nó có cái dây kéo ở đây. Nói vậy thôi, xe rẻ tiền. Dương ơi, mai mày coi lại cái dây kéo nó combo đi, dây kéo nó combo tao thấy chưa được rồi đó. Huy, coi lại cái dây kéo nó combo rồi, đóng nó ngoan nè. Coi được, mai làm ngay cái chốt đó đi. Cái chỗ nào chưa hoàn thiện được mình phải làm hoàn thiện cho khách, chứ không phải mình để vậy mình bán cho khách. Tao nói tụi mày bao nhiêu lần rồi. Đây là gầm bệ nè cô chú anh chị, gầm bệ nè. Em đi dẫn đầu cầu trước nha bà con nha. Đó, cầu trước gầm bệ, không có một mọt nha bà con cô bác. Đó, vậy thôi. Em còn ít xe nè, với lại mẫu là City này khách cũng vừa bán cho Trần Anh đây. À, mẫu là City 70 Tây Ninh 08496 nè. Mẫu này mai Trần Anh quay clip cho, tại vì bây giờ bà con cô bác cũng 4 giờ chiều rồi. Em làm từ lúc 6 giờ sáng, 5-6 giờ sáng á, nó lại đóng cửa rồi. Đây bà con, đó là mẫu Life City, được chưa. Còn em kia là Captiva, em này Kia K3, giá có 300 mấy rồi. Kia K3 215, chủ nhà đồ full hết đồ chơi rồi. Đây là Honda Civic 207 nè, giá chỉ có 225 triệu, cô chú anh chị thấy rẻ không. Số tự động nha, Honda Civic 225 triệu. Bên đây là mẫu Jolly 110 triệu, đời 2005, mua cho anh bớt cho 10 triệu, còn 100. Ba ga đầy đủ cái tính năng nè, được chưa cô chú anh chị. Đó, ba ga nè, đầy đủ cái tính năng nè, quá ok. Đây là mẫu Kawai nè, 215 nè, 49 nè, gốc 49 luôn, 50588 nha. À, em này như là có 39 mà bớt cho cô chú anh chị tầm 15-20 gì đó, bán luôn. Innova 206 thì giá cũng có 201. Đây, Jolly 205 nè. Đó, đầy đủ chưa bà con. Mẫu này thì cũng rẻ thôi. Đó, Trần Anh bán có 101, bớt cô chú anh chị 10 triệu. Còn 100, được chưa bà con. Mua về chạy luôn, xe cũng phải làm. Màu vàng đẹp nha, màu vàng rất là đẹp cô chú anh chị. Trần là chủ nhà bọc 5D hết toàn bộ rồi.
Đó, form dán chuẩn không? Đó, cô chú anh chị đam mê mẫu này, alo cho em. For nè, for kép nè. Em này như là 160, em coi coi. Ê, đúng rồi, em này 165, mua cô chú anh chị mua có bớt. Số tự động máy 2.3, hai cầu điện số tự động cô chú anh chị nha. Bên đây thì Fortuner 400. Em quay nhanh em báo giá nhanh luôn. Dây 203 145 bớt 5 còn 140. Đây là 203 bản GL. Bản GL nha cô chú anh chị nha. Đây là mẫu Innova 2006 nè. Bên Trần Anh bán giá 201. Mua bớt 10 luôn. Em sorry, 202. Mua cô chú anh chị mua bớt 10 luôn. Đó còn gọi là 200. Còn 201. Đó, form dán em Innova hàng G. Nó còn ít xe thôi. Bên Trường Anh với An Sơn thì cũng còn ít xe thôi chứ cũng không còn nhiều mấy. Đây, dây này có 100, dây GL luôn, đời 201. Bên đây Serento. Đây bà con, Serento nhập khẩu nè. Em này số tự động nha. Xe này chiến, được cái xe đẹp nè. Xe này nói đẹp là nó đẹp nha, cô chú anh chị nha. Em này giá 300. Đó, cô chú anh chị mua bớt cho cô chú anh chị 10 triệu luôn, 290. Số tự động, chủ nhà lên đồ chơi option đầy đủ được số tự động nha. Màn hình cam hành trình, túi khí đầy đủ cái tính năng rồi. Biểu tượng của Serento màu đỏ bọc đô. Đây là màu đỏ bọc đô nè, cô chú anh chị. Form chuẩn chỉ không? Em quay trong cái buổi chiều, cái ánh đèn nó không đủ làm cho nó độ sáng. Nên bà con cô bác thông cảm. Civic nè, mẫu Civic này thì rẻ nè. Mẫu này thì cô chú anh chị về mua về che nắng che mưa là ok. Bản số Khánh Hoàng ngay chủ mới bán lại cho bên Trần Anh đó. Đợt trước Trần Anh xuống, Trần Anh chốt cọc 50 triệu. Xuống cho tài xuống lấy xe về. Đây bà con nè, Honda Civic 207 nha. Em này mà canh chỉnh nhẹ lại mặt nắp kem cò rồi. Cô chú anh chị nha. Còn ngoài ra là máy số là chất hết. Trang bị là hai túi khí số tự động nè. Đó, xe đẹp. Vậy thôi cô chú anh chị, đó còn ít xe như vậy đó. Cô chú anh chị nào đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh Auto. Đó cô chú anh chị, Trần Anh đã hướng dẫn bà con cái cách mà bà con xem cái mấy cái bon điện ở trong đó, nó là như thế nha. Đóng cửa lại thử nè. Đây nè, hãy dùng nó tông trực diện vào đây đúng không? Nó tông trực diện vào đây thì chắc chắn nó phải móp cái sóng gân bên này. Đây là cái sóng gân dập nè, dập bên này rồi nó vô bên B, rồi nó mới vô bên C là nó tới cái phần đinh bấm. Đinh bấm của cái le. Anh chị hiểu không? Cái le là cái tôn đó, cái tôn cả hai cái miếng thép người ta bấm lại với nhau á, đó cho nó thành một cái đinh bấm nè, cái viền cửa nè. Nó phải tông vô đây rồi vô đây rồi mới vô đây được chứ không bao giờ mà nó tông vô đây mà ở ngoài này là nó không bị. Ngoài này nó không bị gì hết, chứng tỏ ở trong nó chẳng ảnh hưởng. Được chưa cô chú anh chị? Đó là cho anh hướng dẫn bà con cách coi xe. Coi xe nhanh nhất không cần phải xem phải vạch từng cái ron ra là để làm gì. Trần Anh nói thật, Trần Anh đi coi một con xe, Trần Anh chỉ coi cửa nè, rồi coi hai cái sóng gân cửa thôi, nó có bị móp nhiều hay không. Nếu mà nó móp nhiều thì mình phải coi ở trong cái thanh le, còn nó không bị móp là tức là cái bon điện ở trong cái thanh le nó không có bị ảnh hưởng bất cứ một khoản gì trong đó. Như vậy là xong, đỡ mất thời gian. Và những cái xe cỏ thì bà con coi như vậy được, còn những cái xe lướt bà con coi như vậy là chết đó. Như xe cô, ví dụ Trần Anh nói như xe của Trần Anh là bà con coi vậy, bà con vạch ra nó rách cái ron đây. Ví dụ điển hình cho bà con nè, cái ron đúng không? Cái ron vậy. Bà con cầm bà con giật một phát. Ví dụ bà con giật cái đi. Đó, bon điện nè. Giật một phát nó rách cái ron này ra là mệt đó. Có chỗ dễ thì không sao, có chỗ khó người ta bắt bà con đền nguyên cái ron mấy triệu bạc đó. Đối với cái mẫu xe lướt cô chú anh chị nha. Còn xe cùi bóp thì bà con giật cái này cũng được. Đó vậy thôi. Đó là Trần Anh đã chia sẻ cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm đi mua xe hàng bấy nhiêu năm, đúc kết từ bài học xương máu, từ có khổ có sướng, từ bị khách người ta chửi cho đến bị khách người ta thương rất là nhiều. Mua xe tới nhà chủ nhà, mình coi một mẫu xe ăn nói rõ ràng lịch sự, mà nói được là phải chỉ đúng cái lỗi cái xe người ta ở đó, thì như vậy chủ nhà mới phục. Chứ còn mình mua xe mình cứ nói tùm bậy tùm bè rồi người ta nói đến cái xe người ta cấn lỗi mà thực sự không có cấn lỗi là chết chắc nha cô chú anh chị nha. Thôi Trần Anh review bà con tới đây thôi. Chiều rồi giờ em về ăn cơm, đói quá. Đây bà con, cửa hàng địa chỉ salon của An Sơn với Trần Anh đây nè, 893 Trần Phú nha. Nói chung là mở 4 cái chi nhánh luôn.
nói chung công việc nhiều vô đối bà con ạ. À, cô chú anh chị đã đam mê mẫu nào alo cho Trường Anh Ô Tô. Em khép lại chương trình tại đây này nhá. Trường Anh see you and goodbye.